Tôi mời quý vị hãy đến với nhạc phẩm Câu chuyện đầu năm của nhạc sĩ Hoài An, được trình bày qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Thục Linh. Là một năm mới thì cô biết cái mùa đông năm nay Hoàng Thục Linh không còn lạnh lẽo nữa, phải không? Dạ phải thưa cô. Dạ phải. Như vậy thì
Hoàng Linh có những cái mong ước gì trong năm mới hay không? Dạ thưa cô, trước hết thì con xin chào cô Ngọc Đăng Thanh và con xin chào quý vị đang theo dõi chương trình Asia. Thưa cô thì năm mới kế hoạch đó hả? Dạ cũng có rất là nhiều, nhất là đi show trình diễn nhiều hơn, và có một cái là hy vọng là năm tới Thu Vinh sẽ ra một cái live show đầu tiên. Tốt quá. Như vậy là trong năm mới sẽ có niềm vui mới đối với Hoàng Thục Linh. Hy vọng là con sẽ thành công trên bước đường sự nghiệp của con. Cảm ơn Hoàng Thục Linh rất nhiều. Và thưa quý vị, để tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với nhạc phẩm Tình Xuân của nhạc sĩ Lê Đức Long qua phần trình bày của nam ca sĩ Nhật Lâm. Mây có về bên ấy đưa đường cho mưa rơi xuống đời chiều nay à, ôi nhớ ôi ta nhớ con đường đường quê xưa mưa rơi ướt áo nàng để anh che che đời đời em à, nhớ đâu thấy hoa mai nở bên đường, đâu người em khoác áo dài xinh, em thướt tha đi với mẹ già. À, đẹp đẹp làm sao? Tay em mang cây dù, bông bông bay bay ở trên đầu. Tóc đờ mi xinh quá là xinh, em hé môi thấy lúm đồng tiền. Ô, tình tình làm sao? Tên em tên hoa dại, em bước đi xi trong quanh đường, nên đường đi bóng mát nhiều kê, anh xót xa không thấy đường về. Ôi buồn buồn làm sao? Anh chiều nay nhìn mưa, nơi xứ người anh nhớ, con đường đường quê xưa, ta gặp gặp nhau à. Tình tình cho anh sẽ viết viết bài bài ca xin xin tặng tặng em à, nhớ cả ly xuân đang về, đâu thấy hoa mai nở bên đường, đâu người em khoác áo dài xinh, em thướt tha đi với mẹ già. À, đẹp đẹp làm sao? Tay em mang cây dù, bong bóng bay bay ở trên đầu, tóc đờ mi xinh quá là xinh, em hé môi thấy lúm đồng tiền. Ô, tình tình làm sao? Tên em tên hoa dại, em bước đi xi trong quanh đường, nên đường đi bóng mát nhiều kê, anh xót xa không thấy đường về. Ôi buồn buồn làm sao? Anh chiều nay nhìn mưa, nơi xứ người anh nhớ, con đường đường quê xưa ta gặp gặp nhau à, ô nhớ cô em nhé, sự tình tình cho anh sẽ viết viết bài bài ca xin xin tặng tặng em à, nhớ nhé yeah.
Xin cảm ơn Nhật Lâm, mời Nhật Lâm ở lại một chút xíu. Các người đẹp cứ đứng đây, đừng đi vào vội. Trước hết anh muốn khen cái áo của em quá đẹp. Dạ cảm ơn anh ạ. Bây giờ Lâm có một lời chúc Tết đến quý vị khán thính giả đang xem chương trình Asia. Dạ, Nhật Lâm xin mến chào anh. Và Nhật Lâm xin kính chào tất cả quý vị có mặt ở đây ạ. Và chúc thêm năm mới, Nhật Lâm không biết nói gì hơn. Nhật Lâm cầu chúc cho tất cả quý vị có một năm mới thật là an khang thịnh vượng, sức khỏe thật là dồi dào. Mỗi lần có show của Asia thì đến đều như vậy ạ. Và nhớ là đầu năm phải có cúng xuân của Asia nhé. Dạ, xin cảm ơn tất cả quý vị ạ. Kính thưa quý vị, nam ca sĩ Nhật Lâm và các vũ công của Asia, xin cảm ơn các em. Và kính thưa quý vị, để tiếp nối chương trình ngày hôm nay, Thành xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Cô này cố mặc cái bộ đồ là Thành thấy bảo đảm quý vị sẽ hên nguyên năm. Chắc chắn luôn. Thành xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị nữ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung. Happy New Year và chúc sức khỏe quý vị và chúc quý vị tiền vào như nước, tiền ra nhỏ nhọt như cà phê phin. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm này là một nhạc phẩm ngoại quốc, lời Việt. Em giới thiệu cái bài của em sắp hát đến với quý vị. Thưa quý vị, và bài hát mà Nhung với Vũ Đoàn sẽ gửi đến quý vị cũng như là có DJ là một bài hát đã khá quen thuộc với quý vị rồi. Nhưng hôm nay được thể hiện bằng một phong cách mới, thưa quý vị. Bài hát nhạc Pháp lời Việt, ca khúc được mang tên Lạc Mất Mùa Xuân. Đời anh thôi hoang vắng, tim ta sẽ đắm đã yêu anh trong cuộc tình. Dòng tháng năm đó đã cho tình yêu em tha thiết, nhưng ai ân để phôi phai. Đành hơi giữa kia và em bước đi trong chiều mưa rơi, lặng đứng chỉ bên anh với chiếc thuyền ra khơi. Nhưng tháng năm đêm lá theo mùa thu che, nhưng thu che.
Kính thưa quý vị, mỗi độ xuân về, ngoài những bản nhạc vui tươi mà chúng ta đã từng nghe, thì trước năm 1975, có nhiều bài nhạc của các anh chiến sĩ nơi tiền tuyến cũng gợi lại cho chúng ta hơi hướng của quê nhà. Ngọc Lan Thanh muốn nói đến nhạc phẩm Xuân Này Con Không Về của nhạc sĩ Nhật Ngân, được trình bày qua tiếng hát Huỳnh Phi Tiễn. Con biết bây giờ mẹ chờ tin con, khi thấy mai đào nở vàng bên nương. Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, hôm nay em bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa. Ôi nhớ xuân nào thuở chơi yên vui, nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi. Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng, trong bánh chưng chờ trời sáng đỏ hay hay những đôi má. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người sửa sang, khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. Đàn trẻ thơ ngây chờ mong anh trai sẽ đem về cho tà áo mới. Ba ngày xuân đi khoe con biết không về mẹ chờ em trông, nhưng nếu con về bạn bè thương mong, bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường. Không lẽ riêng mình em ấm, mẹ ơi con xuân này vắng. Không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người sửa sang, khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. Đàn trẻ thơ ngây chờ mong anh trai sẽ đem về cho tà áo mới. Ba ngày xuân đi khoe sông riêng con biết không về mẹ chờ em trông, nhưng nếu con về bạn bè thương mong, bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường. Không lẽ riêng mình em ấm, mẹ ơi con xuân này vắng nhà. Bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình em ấm, mẹ ơi con xuân này vắng nhà. Cảm ơn quý vị, và quý vị vừa thưởng thức giọng ca của nam ca sĩ Huỳnh Phi Tiễn. Sau đây Thành xin được hân hạnh được giới thiệu tiếp nối chương trình ngày hôm nay, nữ ca sĩ Hồ Hoàng Yến.
Và kính thưa quý vị, anh chỉ muốn em chúc Tết đến tất cả quý vị. Một lời chúc Tết thật là ngắn gọn. Xong rồi anh sẽ giới thiệu bài hát của em đến với tất cả quý vị ngày hôm nay. Trước hết cho Hồ Yến xin được lời chào thân thương nhất đến tất cả quý vị khán giả có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Và nhân dịp đầu năm mới, Hoàng Yến xin được chúc cho tất cả mọi người khắp nơi, nhất là khán giả của Trung tâm Asia, một năm mới an khang, thịnh vượng và bình an. Xin cảm ơn. Vâng, thưa quý vị, nữ ca sĩ Hồ Hoàng Yến sẽ trình bày đến quý vị nhạc phẩm mang tựa đề Hoa Cỏ Mùa Xuân của nhạc sĩ Bảo Trấn. Này là cỏ non rất mềm, này mùa xuân rất hiền, này là hoa rất thơm. Này là giọt sương chiếu nặng hạt ngọc trên lá cỏ, trên bông tầm xuân trước hiền nhà. Vì em đã biết anh chiều qua, người em vẫn thấy khi nằm mơ. Người vừa hiền khô dễ thương, lại vừa đẹp trai nhất vùng, đến theo cùng hoa cỏ mùa xuân. Và mùa xuân biết em, biết em đã mang một mối tình. Wow, wow, biết em, thế nên có hoa thật là dễ thương. Trên lá cỏ, trên bông tầm xuân trước hiền nhà. Vì em đã biết anh chiều qua, người em vẫn thấy khi nằm mơ. Người vừa hiền cô dễ thương, lại vừa đẹp trai nhất vùng, đến theo cùng hoa cỏ mùa xuân. Và mùa xuân biết em, biết em đã mang một mối tình. Dễ thương. Và mùa xuân biết em đã mang một mối tình. Wow, wow, biết em, thế nên có hoa thật là dễ. Kính thưa quý vị, những ngày Tết, tục lệ thì chúng ta hay đến thăm hỏi với nhau để chào hỏi, để chúc tụng những cái câu tốt nhất trong năm. Thì ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị hãy đến với hai tiếng hát Đặng Thế Luân và Trúc My. Và bây giờ mời quý vị hãy đến với hai tiếng hát này qua nhạc phẩm của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân, Ngày Xuân
thăm nhau. Tiền mùa xuân về nên tới thăm anh, cho lòng nhẹ bớt bâng khuâng, chung nhau mấy ngày xuân hiền lành. Niềm vui lên khóe mắt lứa đôi, chia những gian lao, chia cả nụ đời dẫu gần hay cách xa xôi, câu thề vàng đá trên môi xin được nhắc vào xuân trọn đời. Thời gian gần nhau chẳng có bao lâu, tình riêng đôi trao được mấy mươi câu, nắng xuân ta gối đầu, ngắm xuân ta khấn cầu, cầu mong ngày xuân trở đi mau. Nàng xuân lưu luyến giữa chúng ta, ngắt mấy bông hoa trong tận rừng già. Tặng nàng thay quà năm mới phương xa, ghi tình gặp gỡ thiết tha, ghi từng phút mùa xuân đậm đà. Mắt lứa đôi chia những gian lao, chia cả nụ cười. Cuộc đời dẫu gần hay cách xa xôi, câu thề vàng đã trên môi xin được nhắc vào xuân tròn đời. Thời gian gần nhau chẳng có ta gối đầu, ngắm xuân ta khấn cầu, cầu mong ngày xuân trở đi mau. Nàng xuân lưu luyến giữa chúng ta, ngắt mấy bông hoa trong tận rừng già. Tặng nàng thay quà năm mới phương xa, ghi tình gặp gỡ thiết tha, ghi từng phút mùa xuân đậm đà. Tặng nàng thay quà năm mới phương xa, ghi tình gặp gỡ thiết tha, ghi từng phút mùa xuân đậm đà. Quý vị vừa thưởng thức hai giọng hát Đặng Thế Luân và Trúc My. Và để tiếp nối chương trình, Thành xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị nam ca sĩ Thế Sơn. Trước hết anh muốn Sơn có một lời chào đến tất cả quý vị. Thế Sơn xin thân ái kính chào tất cả quý vị và xin kính chào anh Công Thành. Và câu đầu tiên anh muốn là Sơn có một lời chúc Tết đến tất cả quý vị ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong dịp đầu năm mới, Thế Sơn xin kính chúc tất cả quý vị cùng quý quyến một năm mới an khang, thịnh vượng và thật nhiều may mắn.
Thế Sơn cũng không quên chúc cho cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại ngày càng phát triển và lớn mạnh, cũng như là cái nền âm nhạc hải ngoại của chúng ta có nhiều khởi sắc trong năm mới. Chúc may mắn đến tất cả quý vị. Và một câu nữa anh muốn hỏi Sơn là ngoài cái việc mà trúng Powerball đó, tại vì có người trúng rồi, có cái ước vọng gì cho năm Bính Thân? Dạ thưa em thì không bao giờ nghĩ tới cái việc trúng số, tại vì em nghĩ cái đó là một cái số. Thành ra em không bao giờ mua vé số hết. Nhưng mà nếu mà anh hỏi có một cái lời chúc gì đặc biệt trong năm mới nữa thì Thế Sơn ước vọng cũng như là kính chúc cho nước Việt Nam của chúng ta sớm có tự do, dân chủ và nhân quyền. Yeah. Và kính thưa quý vị, trong nhạc phẩm khúc nhạc Ngày Xuân của nhạc sĩ Nhật Bằng, xin kính mời quý vị thưởng thức giọng ca của nam ca sĩ Thế Sơn. Ngàn hoa thắm tươi cười mừng cho đón xuân, bầy chim tung cánh bay trên muôn cành cùng hót vang, tinh ta tinh ta tiếng đàn vang điệu ca mừng xuân đàn, về cùng ta hòa vui thắm tươi, tay cầm tay đều mua nhịp theo điệu ca cùng hát khúc ca xuân, xuân về chim hót ca hoa nở từng thước tha. Sáng tươi reo trên ngàn muôn tia nắng xuân, hồn tràn bao ước mơ vui yêu đời lòng đắm say, nắng xuân chiếu qua lá mơ in hình trên hồ sáng song, dùng tự như hình muôn ánh sao, chim và hoa cùng ta lạc bước trong chốn thần tiên hoa khúc hát ca xuân. Nắng xuân hồn tràn bao ước mơ vui yêu đời lòng đắm say, nắng xuân chiếu qua lá mơ in hình trên hồ xanh song, dùng tự như hình muôn ánh sao, chim và hoa cùng ta là bước trong chốn thần tiên hoa khúc hát ca xuân, chim và hoa cùng ta là bước trong chốn thần tiên hoa khúc hát. Một nhạc phẩm thật là vui tươi quý vị vừa thưởng thức qua giọng hát của nam ca sĩ Thế Sơn. Sau đây Thành xin được hân hạnh giới thiệu với quý vị nữ ca sĩ Băng Tâm. Băng Tâm thương chào tất cả quý vị có mặt trong đây hôm nay, cũng như là tất cả quý vị đang xem chương trình Tết của Trung tâm Asia. Em có một lời chúc Tết nữa đến với tất cả quý vị ngày hôm nay đi. Dạ thưa, đầu năm thì Băng Tâm xin được kính chúc tất cả quý vị có một năm mới phát tài và vạn sự như ý. Và cái năm nay anh biết là em sẽ có một cái gì rất là đặc biệt mà em
rất là muốn được nhìn thấy nó, phải không? Dạ, cảm ơn anh Thành đã cho em có cơ hội này. Thường đầu năm á, là anh biết là em chỉ ước được đi show nhiều nhiều nè, được có sức khỏe. Nhưng mà năm nay thì Băng Tâm chỉ có một ước mơ. Bởi vì kính thưa quý vị, cuối năm vừa rồi thì được sự ủng hộ cũng như là cho phép của Trung tâm Asia, Băng Tâm đã hoàn thành xong đêm live show của mình cùng với tất cả các anh chị em nghệ sĩ của đại gia đình Asia. Đã ủng hộ Tâm và Tâm mong rằng sau Tết thì Trung tâm sẽ cho phát hành cuốn chủ đề được mang tên là Thiêng Liêng Tình Mẹ. Xin quý vị thương và ủng hộ cũng như chào đón cuốn DVD của Tâm trong năm mới. Xin cảm ơn Băng Tâm rất là nhiều. Và bây giờ em sẽ trình bày bài gì đến với tất cả quý vị? Dạ thưa anh, thì sẵn mình đang vui thì em được phép, xin phép quý vị cho em trình bày một và sáng tác của nhạc sĩ Hoài An, bài hát được mang tên Tâm Sự Ngày Xuân. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Nữ ca sĩ Băng Tâm.
Thì trong kho tàng cải lương của Việt Nam có những vở tuồng bất hủ. Và bây giờ chúng tôi xin gửi đến quý vị một vở tuồng mà khi nghe đến tên, bất cứ một khán giả nào mê thích cải lương không thể nào quên được, đó là vở Ngao Sò Ốc Hến. Và hôm nay chúng tôi xin trích đoạn Ngao Sò Ốc Hến của cố soạn giả Nguyễn Thành Châu sẽ được trình diễn cho ban cổ nhạc Phương Nam. Mời quý vị theo dõi. Hãy để tôi quang tôi quang tôi thầy đề. Dạ. Tại sao hôm rày tôi không thấy ai kiện cáo gì hết vậy thầy đề? Dạ bẩm quan, có một vụ thưa kiện ở Cồn Hến, thấy nó nhỏ nhoi quá cho nên em không có dám bẩm lên quan à. Trời ơi, có nó còn hơn không thầy biết không? Dạ bẩm quan, có tên trùm sò nó đứng nguyên đơn. Thằng trùm sò nó đứng nguyên đơn? Dạ. Khá giả không? Dạ, nghe đâu nó khá giả lắm quan, nhà của nó có mấy tô hột xoàn vậy đó quan. Mấy tô hột xoàn? Dạ. Vậy thì chuyện bé mình xé ra tô, mình nắm thằng có tóc chứ ai nắm kẻ trọc đầu. Dạ quan dạy thật là chí lý ạ. Cho trùm sò vào. Cho trùm sò vào. Dạ chào thầy đề. Dạ chào quan. Cho đòi thị hên. Cho đòi thị hên. Chào quan viên. Dạ chào thì đi. Bà Hến à, bà đảm ơn xin xa ra chút xíu coi, đứng gần quan khó chịu quá. Đừng, không có cần phải đi đâu hết, đứng tại đây đứng gần quan nè, nói quan nghe mới rõ biết không? Dạ cảm ơn quan viên, cảm ơn quan viên. Ngồi đi. Dạ. Trùm sò đi hả? Dạ em. Mày vô huyện đường mày có quà cáp gì không mày? Dạ bẩm quan, em có gửi chút quà đó quan. Chút quà dạ. Gì vậy? Dạ rượu trà bánh mứt của quan. Rượu trà bánh mứt? Dạ. Đây là nha môn, nơi cầm cân nảy mực, cấm ngặt việc lễ quan hối lộ. Biết chưa? Dạ. Lễ cố. Dạ, dạ. Có giấy tiền vàng bạc nữa cái quan. Ủa mày cũng mà vậy? Mày vô đây mày trù quan với tao chết sao mà có giấy tiền vàng bạc nữa hả mày? Dạ không có, em nói lộn. Vàng bạc chút đỉnh, vàng bạc chút đỉnh. Cái đó thì được, cái đó thì được. Dạ. Lễ cố. Dạ. Nghe nè. Dạ. Bưng mâm lễ vật về cho bà mày. Dạ. Nhanh lên. Dạ. Đi đâu vậy? Dạ em mang về cho bà. Đi ngã sao? Dạ. Trời ơi, dặn mày bao nhiêu lần, bữa nay mới lần đầu hả mày? Trùm sò. Ủa, cái thằng này ngộ nha. Mày lên công đường mày hầu quan, mày dẫn con mày đi theo làm chi cho nó khóc sùm vậy mày? Dạ đâu có, em khóc cơ chứ, đâu có con mày đâu. Mày khóc đâu.
À, trùm sò đây ha. Dạ. Bị mất trộm phải không? Dạ. Chắc là mày giàu có lắm cho nên ăn trộm tới giếng phải không con? Dạ, không biết em có giàu không mà ruộng của em cò bay gãi cánh. Gãi cánh hả? Dạ. Được. Muốn gãi chút tao cho mày gãi nha. Ừ. Mày đừng có chối nha. Giàu có lắm nè, cho nên ăn trộm mới tới giếng thăm phải không con? Dạ, tự nhiên lâu lâu nó nhớ em, nó ghé thôi chứ. Được rồi, chị Hến. Dạ. Nghe nè, chị Hến có nhận lời khai trong đơn này có chứng thật hay không? Lý trưởng xã Đại Giang chứng rằng đêm qua trùm sò bị bắt trộm, mà tên trộm là một thằng đuôi. Đã trốn mới khi hôm lại còn phóng quả đốt đêm canh, mà làng xa chưa bắt được kẻ gian manh. Gian tầm quan nói bây giờ em mới biết chuyện mất trộm ở nhà ông Trùm. Sao em chỉ thấy là họ ập đến nhà em, họ vô quan là em chứa đồ ăn trộm vậy à? Rồi cái họ hùng hổ lại bắt em. Nếu em chẳng chịu lo tiền. Ê, ê, cái con này à, vậy là cái thằng này mày muốn kiếm chuyện à? Vu oan cho phụ nữ đẹp mà lại hiền. Dạ, chắc chắn là mày phải vô tù để chừa cái tội cáo gian. Trùm sò. Dạ. Sao mày khóc nữa vậy? Mày có nhận đồ đạc mất trộm mày là của mày không? Dạ của con thì của ai? Dạ bẩm quan, đồ đạc mất trộm trong nhà nằm ở trong nhà thị Hến. Thì rõ ràng là thị ta có qua trữ đồ gian đó quan. Đúng à. Rồi đó quan. Dạ. Đúng. Dạ. Nhưng mà phải có nguyên do chứ. Không lẽ người đàn bà đẹp như vậy mà lại đi ăn trộm? Dạ đúng rồi, đàn bà đẹp đâu biết ăn trộm á Quang. Thì Hến. Chết em rồi. Hến à. Dạ em nghe. Hến hãy cung khai sự thật. Nói cho Quang nghe. Đừng sợ nào hết, cô Quang che chở cho. Nói đi, đừng sợ. Quang che chở. Nói cho Quang nghe đi. Dạ bẩm Quang. Và kể từ lúc nửa đường gãi gánh em lo thủ tiết đến nay, thân cô đơn phải tìm cách sanh nhai. Dừng qua anh nước qua ngày đoạn tháng. Thầy đây. Dạ. Làm gì mà mặt mày ngơ ngơ ngáo ngáo vậy? Dạ. Ghi vô. Dạ ghi vô. Giữa đường gãi gánh. Giữa đường gãi gánh. Mà nè nè Hến 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 gãi. Dạ. Lâu chưa Hến? Dạ em gãi 2 năm rồi. Gãi 2 năm. Ghi vô. Gãi 2 năm. Gãi 2 năm. Mà không khỏi ghi. Thầy ghi nguy hiểm lắm. Để Quang nhớ Quang xử được rồi. Dạ. Tiếp đi em. Dạ. Rồi bấm trùng lý pháp sư ba mạng. Chiếc cốt đồng ào ạt đến nhà em. Họ bảo là mất trộm tối hôm qua. Và còn bảo là em chia lời cùng đau tạc tạc. Trời ơi, tội nghiệp quá đi. Quan Quyện ơi, thân gái quá chồng phòng không gói chiếc xóm tối quạnh hiu chẳng có ai kê cần. Tội quá. Em thao thức từng cơn ngâu sầu quắc khoải, em biết làm sao nhờ Quang đôi thương giùm. Em đang yên ổn làm ăn bỗng chịu tai nạn, 100 quan bán buôn ế ẩm. Em chạy đâu ra tiền thân quá của phòng không. Tội nghiệp quá đi à. Lý trưởng bèn nổi giông gió đùng đùng. Nếu không có thì sao? Giải lên quan lập tức cơ quan này. Em năn nỉ thế nào cũng không được. Nhờ quan trên mình sẽ cho em nhờ. Trời ơi thấy thương quá. Ôi. Cảm ơn quan.
Châm xa. Dạ, dạ. Giao hầu. Dạ thôi, 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 em bỏ, em bỏ, em về, em về. Em về, em bỏ, bỏ, em bỏ, không kiện, không kiện. Ai, ai, dạ. Mày vô đây rồi, nó có phải muốn vô là vô, muốn bỏ là bỏ hả mày? Mày ngon quá ha. Ha, cái chỗ mày giỡn ha. Mày muốn vô vô, muốn ra ra hả mày? Dạ. Nè, Trùm Sò. Dạ. Mày là cái đứa ỷ thế phú gia cường hào, hiếp đáp thế phụ ỷ thế cô, đúng không? Dạ, đâu có thưa quan. Đêm 24 em mất trộm. Ừ. Đêm 25 em nhận đồ đó, mà em mất ở nhà thị hến. Ở nhà thị hến? Dạ. Tao biết mà. Mày ép buộc người ta nó làm vợ lẽ vợ mọn mày á. Làm vợ lẽ vợ mọn không được á, rồi mày vu oan giá họa cho người ta là ăn trộm ăn cắp của mày phải không? À? Dạ. Dạ. Dạ đâu có quan, vậy vợ lớn em còn chưa có, em sao có vợ bé quan. Nhưng mà dạ, tao làm quan, tao bắt mày lấy vợ nhỏ trước rồi mày lấy vợ lớn sau. Cãi hả mày? Dạ bẩm quan, chúng vu oan cho cái người vô tội. Cái thằng này. Như vậy á thì luật nước khó tha, và xin quan kết tội nặng nề để làm gương cho những kẻ giàu mà còn ham mê vợ bé. Lễ cửu. Dạ. Đem tang vật vu oan kia về cho bà mày niêm vào tủ. Dạ của em, của em mà, của em. Sò. Dạ. Đồ của mày là khi nào ở nhà mày á, còn ở chỗ nhà quan là của quan, biết không con? Trời Lễ ơi. Cửu. Dạ. Cắn nọc ra, đánh nó 30 heo chú quan. Trời đất ơi, đánh hả? Nằm xuống mày. Chứ cha nằm thiệt hả anh cửu? Nằm thiệt. Đánh liền. Chà, vỏ sò cứng quá, biết sao cho nó mềm được. Anh ơi, dạ, anh cửu ơi, anh có đánh, anh đánh, anh đừng có chọt. Dạ, đánh heo. Chọt, đừng có chọt, chọt nhột lắm nghe anh cửu. Nhột rồi sao? Dạ, cho nhột lắm, nhột lắm. Vậy thì tao đánh. Dạ. Một. Một. Ây, ây, sao một quay cha nội? Đau không? Đau chứ. Đau sao im ru vậy? Đau, đau sao mà... Dạ, đau, 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 đau. Anh cửu, anh cửu, anh cửu, anh cửu. Đây nè anh cửu. Gì mới nhớ được chút chứ? Chút, nhớ thối giùm em nha. Được. Quá lo chứ. Bây giờ đánh thiệt nha. Dạ. Một, 11, 21. Quá. Để đó tao mày. Dạ. Mày đánh cái gì mà không có trúng phép vậy trơn á. Thầy đề ơi, chết xem em tao đề. Quýnh nè, tao quýnh là phải ra quýnh nè. Một, hai, ba. Chết. Dạ bẩm quan. Vậy. Quan ơi. Sao? Trùm Sò nó chết rồi quan. Gì vậy? Quan ơi, nó chết thiệt rồi. Chết thiệt rồi. Chết thiệt rồi. Tội nghiệp không? Này sao yếu vậy trời? Dạ. Mới đánh có bao nhiêu roi đó mà nó chết rồi hả? Nó không có thở nữa quan ơi. Được. Dạ. Căng nọc nó ra đánh thêm 30 heo nữa. Dạ quan, dạ quan, em sống, em sống, em không có chết, em không có chết. Trùm Sò. Dạ. Vậy mà quan tưởng đâu mày đã hồn lìa khỏi xác rồi chứ. Dạ thưa quan, đáng lý là em chết rồi. Ừ. Nhưng mà em chợt nhớ lại. Nhớ gì? Nếu mà em chết rồi á thì giường ruộng không ai lo. Ừ. Nhà cửa không ai chăm sóc. Ừ. Tiền góp không ai thâu, hụi không ai đóng. Cho nghe tên nghe tiếng quan quát nạt hồn sò bóng dối vàng quay trở lại, 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 lại. Mày quay trở lại làm chi vậy á, sò? Vì thương xác sò phải quằn quại với 30 rồi đi nát như tương rồi người ta vứt bỏ bên đường. Nếu biết điệu chút thì khó mấy cũng xong mà. Thôi thầy đừng nói nữa, để tôi lượm về tôi nấu chè. Bởi vậy ta nói không có sai mà. Khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét thì bồ hòn nó cũng méo mà. Phải chi mà tôi có đôi mày cong, đôi môi lăng lơ đa tình, đôi mắt đen nhung quyên và nụ cười giống như hằng nga. Trời, sao thằng này nó ước những cái mà nó không có được. Mày ước chi mày? Để xác sò không phải bị quần xanh quần đỏ, mà không có ai tỏ chút lòng thương hại. Sò. Dạ.
Sao tự nhiên mày đang nói gì rồi mày rống lên vậy mày? Đang nói em đau quá em phải khóc đúng thầy không? Thầy đệ. Dạ. Ghi vô 400 quan tiền phạt. 400 quan tiền quang phạt. Quan tội gì quan? Tội lạm dụng làn hơi. Trời ơi, thầy đệ, nó nói chơi mà thầy ghi vậy thế sao thầy đệ? Thầy đệ tội. Phạt thêm 50 quan. Dạ, vậy tội cái gì? Tội lao công đường mà không có xin phép. Trời ơi là trời, tôi đến đây làm chi hơi trời, tôi tới đây làm chi ơi trời ơi hơi trời là trời. Thầy đệ. Dạ. Ghi vô thêm 50 quan vì cái tội. Dạ tội gì quan? Hát nhạc ngoài luồng. 50 quan vậy cái tội hát nhạc ngoài luồng. Đơn quan ơi, thầy đệ ơi, bao nhiêu rồi? Dạ chi là 450 quan. Dạ trời ơi, tiền đâu em đóng quan ơi, tha cho trời. Em quan. Bớt em đi quan. Nè. Sao quan? Bớt cho mày hả? Dạ. Mày muốn tao ghi thêm 50 quan vì cái tội năn nỉ không? Dạ. Mày? Vậy thôi không năn nỉ nữa. Bao nhiêu đó cũng không bằng rụng sợ lông chân của mày nữa mà. Sao mà thầy biết? Rụng cái lông gì nữa chứ. Thôi, quan xử như vậy là phước ba đời của nhà chú rồi. Không lại tạ ơn phụ mẫu chi dân mà còn kêu ca cái gì nữa chứ. Trời ơi, lại quan em về. Cảm ơn quan rất nhiều. Lại quan em về. Thầy đệ. Dạ. Dạ. Ghi vô thêm 50 quan nữa. Dạ cái tội gì? Vì cái tội mày thấy ghét đó mày. Lại 50 quan vậy cái tội lại thấy ghét. Đâu rồi em lại đẹp gì mà nói em lại thấy ghét. Đừng quá. Đẹp hả? Thầy đừng đây. Đừng ghi nữa dạ. Thầy. Năn nỉ nữa là ghi thêm 50 quan nữa đó. Dạ tội gì nữa? Thì tội là nói tội gì quan? Làm hao giấy mực. Làm hao giấy mực. Ôi, dạ thôi. Mất thời gian là mày phải tốn tiền. Dạ thôi. Thôi em về. Khôn mà về đi con. Chết. Trời ơi, trời đất, cái tướng nó kìa. Nó mặc đồ không ta cũng ghét nữa. Cái áo mà nó mai tuốt ở trên trời vậy đó. Trời bởi đó. Vậy quá nó hà tiện tới mức độ vậy đó. Dạ hao giải quan. Hao giải. Sao về được đây? Tại sao phải tìm gì vậy? Mất đôi guốc rồi sao về? Guốc không bỏ đi về đi. Có lấy không à, bà? Gì vậy? Quan Nguyên ơi. Gì vậy má? Vợ cũng em. Trời ơi má ơi. Tôi dở tới ông nội tôi. Tí rửa về. Đây đôi guốc đây. Trời ơi. Bởi vậy ta nói mày. Cái nha môn này họ mất con gà, họ tới họ kiện không ở để đền con bò luôn. Nha môn cái thằng này nó bắt bố mẹ nó hoài nè, bắt bố dưới nè. Trời ơi trời. Cái thằng này đồ ngu. Có bao nhiêu đó mà làm ăn cũng không xong nữa. Tao nói thiệt chưa có thấy ở trong cái huyện này ai mà tệ như mày. Dạ. Có đôi guốc thôi mà mày giấu cũng không xong nữa. Dạ em không quen giữ đồ như vậy. Hên à. Dạ. Chờ quan nha. Thầy đệ. Dạ. Việc công khai của thị hến đó thì thầy khỏi ghi và ghi bằng. Dạ. Để tôi tự nhớ rồi tôi xét xử cũng xong. Dạ. Thôi thì trống ta hầu cho thầy đệ về nghỉ nha. Dạ thưa quan. Hả? Sao hôm nay quan cho nghỉ sớm vậy quan? Coi đừng thắc mắc. Dạ. Quan cho nghỉ sớm là cứ về nghỉ đi đệ. Dạ. Quan cho nghỉ sớm bữa. Ừ. Trống tan hầu. Trống tan hầu. Dạ bẩm quan em về à. Về đi thầy. Dạ. Dạ em chào thầy đê. Mong có ngày gặp lại. Ừ. Gặp lại chứ. Dạ bẩm quan em về. Ừ. Hến em. Dạ. Ngồi đi em. Dạ. Hến nè. Việc của Hến tuy chưa tỏ rõ nhưng quan thấy em cô đơn, quan anh cũng thương tình. Từ nay Hến năng lui tới nhà quan, quan anh sẽ hết lòng giúp đỡ, không ai có vu oan giáo họa cho Hến. Dạ, dạ đa tạ quan anh thương tình. Em một thân một mình quạnh hiu sớm tối, rủi ro tái bay qua trời. Em sao em không biết cậy nhờ ai thì hả?
hến cứ tự nhiên đến cậy nhờ quan, quan sẽ hết lòng nâng đỡ mà. Cảm ơn quan. Ôi trời ơi, nám mặt quan hết hết nè. Chẳng may có quan thương. Lòng mà chờ che chờ cái quân ấy tiền thường làm cái quân thần đức. Nếu như ghét ai sao? Sẽ kiếm điều mà chú ơi. Em chờ lắm. Đừng sợ. Hên là hên ơi hên, em đừng có lo. Dù ai có gia tài muôn xe thì cũng không sánh được quyền hành quan anh. Em lo đêm hôm mà rủi ro những kẻ nó biết là em mà có ghẻ. Trời đất ơi, em lộn quan ơi. Hả? Em cô lẻ chẳng phải cô lẻ. Cô quan anh thương tình luôn ở bên mình mà xa tay. Nè hến, và đêm nay quan sẽ đích thân di hành, quan xét từ đầu trên đến xóm dưới mà không chừng quan anh sẵn trơn xét nhà của em luôn. Tôi kêu quan gì vậy, sao giận vậy? Quan, quan nghe nhà em có qua trữ đồ vàng sao mà quan định xét vậy? Ôi hên, phải xét chứ, quan phải xét chứ. Rủi ro sau này có kẻ nào nó xấu mồm xấu miệng thì đích thân quan đã đến nhà hến quan xét, xét em xét từ trên xuống dưới không có chừa chỗ nào hết á. Nhất cử lưỡng tiện mà hên. Biểu chút coi. Thôi, em dám tới đâu. Ủa sao không dám tới? Biểu chút đi. Em sợ. Sợ? Quyện đường về hết rồi đâu còn ai đâu mà sợ. Không phải, sợ em gì? Muốn nói đây là em. Sao? Em sợ ai? Nói em đi. Em sợ bà. Sợ bà? Dạ. Trời đất ơi, quan là quan mà. Bà có gì đâu mà hến sợ. Bà bây giờ bận lắm. Bà bây giờ nè, còn phải lo đi cái thi cái gì mà của bà đó. Thành ra mà thành ra mà đâu có ở không, đâu có rảnh rỗi gì đâu mà sợ. Rồi. Quan kêu anh hến tới quan là quan muốn hỏi là hồi nãy bị bắt tụi nó có trói tay trói chân gì không? Dạ có. Nó trói tay em, nó trói. Đâu đưa quan coi, đưa quan coi. Trời ơi. Trời ơi. Chàng ơi, cái tay bút măng ngoài viết vui đục. Ôi, uống nào uống đần dễ thương muốn chết vậy đó nè. Mà nỡ lòng nào tụi nó. Dạ nó trói à. Cái ông này hiện hồn đúng lúc ghê ha. Dạ. Thầy đề. Dạ. Tới đây làm chi? Dạ, em tưởng quan về rồi. Em trở lại em tìm. Tìm gì? Cái bút. Tìm cái bút? Dạ. Chứ cái gì dắt ở mép tay thầy? Dạ đâu ạ? À? Đâu cái gì đó. Kiếm chuyện ha. À mà nè, thầy đề. Dạ. Việc điều tra thì hết nó tạm xong rồi, đã ổn rồi. Bây giờ thì quan đi lo công chuyện. Thầy nhớ đêm nay về bẩm lại với bà là quan phải đi khám điền thổ. Dạ. Cơm nước bà khỏi chờ nha. Dạ. Tôi đi nha. Dạ. Quan đi nha hến. Dạ quan đi. Nhớ trà rượu bánh mứt chờ quan tối, quan sức dầu cho nghe không? Sức dầu cho em. Nhớ. Ê, mà phải về sớm nha. Cha thầy đề này không có đàng hoàng đâu nghe hến.
nhớ lời quan dặn nghe không? Ôi trời ơi, chết cái chỗ này nè trời ơi. Nắng quá. À, quan đi nha. Dạ. Hết nè. Dạ. Được kiệt rồi á thì chỉ còn nhớ đến Hoàng mà quên đề ha. Dạ đâu có đâu Hoàng, em đâu có quên ai đâu nè. Ai á mà có quên, ai mà có ơn với em, em nói có quên quên lộn á. Ai mà có ơn với em là em tạc giả ghi lòng hết á. Có ghi thiệt không? Dạ dạ ghi chứ. Ghi mà sao hồi nãy mời Hoàng uống rượu mà không có mời đề. Phải mà, để làm sao mà bằng quan được. Dạ đâu có đâu nè, em đâu có mời đâu. Cái đó là tự quan bắt buộc em đó. Vậy hả? Ừ. Chứ riêng với thầy đệ thì... Thì sao? em chờ, thầy kêu nhà em nghèo, thầy không có... Dầm tới. Trái lại, tôi rất thích người nghèo mà đẹp ấy chứ. Tôi chỉ sợ hớn chê đề đẹp không có bằng quan thôi. Đâu có đâu. Hồi nãy đề nghe nói tối nay đề quan đến nhà hớn uống rượu phải không? Ông không có dám đi đâu, là tại vì nhà quan có nuôi con sư tử Hà Đông, bà dữ lắm, không có cho quan đi đâu. Quan không có được tự do như tôi vậy nè. Vậy thì tối nay đề có thể thấy quan đến nhà hến có được không dĩ nhỉ? Dạ, dạ, dạ được chứ. Được à. Vậy thì tối nay ta sẽ phong lưu một ai mạnh quá. Đâu. Vậy hả? Thôi đây xin lỗi nha, xin lỗi nha. Nếu lỗi thì được. Vậy thì bây giờ chào thầy hến về. Hến về nha hến, đi cẩn thận nha hến. Tôi đến. Trời ơi, người đâu mà đẹp quá vậy nè trời. Về nha. Về. Lần đầu tiên mà tôi thấy một cái người nó đẹp làm cho lòng tôi xao xuyến. Đẹp không thể chịu nổi, đẹp đến nỗi mà tôi nhanh. Dạ. Thầy đề nghe tôi hỏi nè. Dạ. Tan hầu rồi mà sao thấy quan huyện chồng tôi về. Nghe nói sáng nay có mẹ hến nào vào hầu trong sạch mắt lắm phải không? Cho nên thầy trò chết mi, chết mẹ đâu em quá bà ơi. Dạ em đâu có dám bà. Có một mình quan thôi bà. Hả? Một mình quan? Dạ. À rồi, quan tôi như thế nào? Thầy nói tôi nghe đi thầy này, tôi tức quá nè. Thôi thôi bà ơi, em nói mà quan nghe được là chết em đó bà ơi. Ở đây có mình tôi với thầy làm sao quan biết được. Bà nói vậy thì em mới dám nói nha. Nói đi. Bà biết không, sáng nay có cô Thị Hến đến đây nè. Quan khen Thị Hến dữ lắm. Trời ơi. Bà biết không, Quan khen á, Quan nói là Thị Hến đẹp hơn bà. Trời đẹp hơn tôi trời ơi. Thị Hến cao hơn bà. Cao hơn, rồi sao nữa? Thị Hến trẻ hơn bà. Trẻ hơn tôi. Rồi Quan còn nói. Sao thầy không nói tiếp? Nói đi. Thôi bà ơi, không nói nữa đâu. Nói nữa là người ta sợ em nhiều chuyện. Em hứa với quan là em không có nói nữa. Tại bà hỏi em mới nói thôi. Chơi sao, có chơi tôi gì không? Bây giờ em nói phải nói không? Nói đi, tự em nhiên nói đi. Phải không? Ừ. Nhưng bà đừng có giận nha. Không có giận đâu. Ông xem, ông nói bà đó là bà xấu như là quỷ vậy. Xấu như quỷ, trời ơi. Trời ơi, tôi mà ta mời tôi nè, dự thi Hoa hậu Hoàng Vũ tôi không nhận nè, mà chê tôi xấu như quỷ nè. Bà, ơi. Bà, nãy giờ em nói vậy bà không có giận hả bà? Trời, tôi nói cho thầy đề nghe. Dạ. Vợ của quan có đầu có đuôi. Dạ. Cho nên vợ quan mới giận chứ. Ồ vậy hả? Rồi mà khi mà giận lên rồi đó, dạ, thì chụp đầu và quý vị, để tiếp nối chương trình chúng tôi xin gửi đến quý vị nhạc phẩm
Anh Cho Em Mùa Xuân của nhạc sĩ Nguyễn Hiền được trình bày qua giọng hát trẻ của nữ ca sĩ Hoàng Anh Thư. Sao lá đầy chân bước mòn vỉa phố, mắt buồn viền ngọn cây. Anh cho em mùa xuân này tất cả lộc non vừa chảy lá. Lời thơ thương cõi đời bay chim lùa vạt nắng trong khói chiều chơi vơi. Đất mẹ đầy cỏ lúa, đồng xanh xa mây. Ngoài đế diều càng gió thoảng câu hò đôi lứa, trong xóm vang chuông chùa trăng sáng soi lính dương. Con sông dài mây nhanh cát trắng bờ quê xưa. Anh cho em mùa xuân trẻ nô đua khắp trời, niềm yêu đời phơi phới. Bàn tay thơm sữa ngọt, dải đất hiền chim hót, mái nhà xinh kề nhau. Anh cho em mùa xuân, đường hoa vào phố nhỏ, nhạc tràn hòa đầy đó. Tình yêu non nước này, bài thơ còn sao xuyến, rung nắng vàng ban. Chương trình ngày hôm nay, một nhạc phẩm ngoại quốc, một nhạc phẩm bằng tiếng Pháp là mang tựa đề là Elle était jolie, và đã được một người bạn rất là thân của Thành, đó là cố ca nhạc sĩ Duy Quang dịch ra tiếng Việt. Thành xin được kính mời quý vị thưởng thức giọng ca của nam ca sĩ Mai Thanh Sơn qua nhạc phẩm Em Đẹp Như Mơ. Thank you.
tôi không dám yêu nàng. Ôi đôi môi cười như cánh lan, bao năm tôi khó nguôi quên. Vui như dáng xuân hồng nắng, tôi nghe cơn gió du hời, trời lạnh lạnh cho mùa thu về. Tôi nghe tôi khóc trong lòng, hôm nay đây mùa thu mới xa, ôi sao xa quá xuân xưa. Trong công viên lá trong nắng, giang tay cho gió tung tà áo, trong sương em sẽ tan nhỏ. Quá là dễ thương qua giọng hát của nam ca sĩ Mai Thanh Sơn. Và sau đây là một chiếc áo dài thật là đẹp, thật là rung động những trái tim ngày hôm nay. Thành xin quý vị cho một tràng pháo tay cho nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân. Có người cái ố dè nữa. Em có một lời chào đến quý vị và một lời chúc Tết, please. Lời nói đầu tiên xin phép cho Hà Thanh Xuân được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị khán giả thân thương của Trung tâm Asia. Và ngày hôm nay là ngày đầu năm thì
Hà Thanh Xuân cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết cầu chúc cho tất cả quý vị cái điều quan trọng nhất lúc nào cũng là sức khỏe, phải không quý vị? Sức khỏe luôn luôn khỏe mạnh và quý vị luôn luôn nở nụ cười trên môi nè. Và tâm hồn, cuộc sống cũng như công việc lúc nào cũng được thuận buồm xuôi gió và bình an. Em nói rất là đúng và rất là hay. Kính thưa quý vị, nhạc phẩm Mừng Nắng Xuân Về của nhạc sĩ Huỳnh Anh qua giọng ca của nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Thank you. Nắng xuân về trên muôn hoa, nắng xuân về tươi thắm muôn nhà, người người vui đón xuân đang về. Một mùa xuân mới chan chứa tình, nắng xuân hồng về nơi nơi, nhớ ai còn xa cách phương trời. Về đây người hỡi xuân đã về, là đây tô ấm vui sống đời. Một mùa xuân vui tươi thanh bình, đàn chim líu lo trong bình minh, tìm phao lách cách đón giao thừa, chào xuân mới sang, dựng nồng trao nhau chúc xuân lành. Xuân ta hát câu thái hòa, ngày vui về khắp non nước nhà. Chương trình chúng tôi mời quý vị đến với dòng nhạc của nhạc sĩ Nhật Ngân qua nhạc phẩm Xuân Này Con Về Mẹ Ở Đâu qua tiếng hát của nam ca sĩ Đan Nguyên. Con về mẹ ở đâu, quê nghèo xuân về mưa hát hiu, vương sữa sơ sắc hoa rơi rụng, xuân về không mẹ nụ hoa kém tươi. Xuân này con về mẹ ở đâu, bao mùa xuân hẹn con vẫn đi, đời trai như cánh chim phiêu bạt, bao lần xuân về để mẹ hoài ngóng chờ. Chẳng về nhà, thanh bình chưa kịp vui cùng mẹ, lại đành xa cách quê hương. Mẹ ơi, bao mùa xuân đến, bao lần
xuân này con về quê tìm mẹ, thì mẹ giờ đã ra đi. Xuân này con về mẹ ở đâu? Quê nghèo xuân buồn mưa hát hiu. Con đau năm tháng giữa thơ dài, giao thừa nghe mẹ ngồi kể chuyện tình xưa. Chẳng về nhà, hành bình chưa kịp vui cùng mẹ, lại đành xa cách quê hương. Mẹ ơi, bao mùa xuân đến, bao lần con mong mỏi ngày về. Xuân này con về quê tìm mẹ, thì mẹ giờ đã ra đi. Xuân này con về mẹ ở đâu? Quê nghèo xuân buồn mưa hát hiu. Con đau năm tháng giữa thơ dài, giao thừa nghe mẹ ngồi kể chuyện tích xưa. Con đau năm tháng giữa thơ dài, giao thừa nghe mẹ ngồi kể chuyện tình xưa. Kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình, Thành xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị nữ ca sĩ Thiên Kim. Thiên Kim xin thân ái kính chào anh Công Thành và tất cả quý vị khán giả. Em có một lời chúc đến quý vị. Anh có một cái này anh phải hỏi em, rất là quan trọng. Dạ. Thì em chúc Tết trước đi. Ok. Kính thưa quý vị và anh Công Thành, mọi thường là năm mới thì em hay chúc là có nhiều lì xì ha, nhiều show đi ha. Nhưng mà năm nay thì em có một cái khác một tí là em chúc tất cả quý vị được sức khỏe dồi dào để sống cạnh những người thân yêu của mình càng lâu càng tốt. Và mua nhiều băng gốc của Asia. Dạ đúng rồi. Và kính thưa quý vị, cách đây 2-3 năm là Thành nghĩ là Thành là một người ca sĩ đầu tiên, 7-8 năm chứ, là có một cái nhà hàng. Bây giờ ca sĩ có quá nhiều nhà hàng, kính thưa quý vị. Ca sĩ nào cũng mở nhà hàng. Thành ra bây giờ đó, anh muốn để nói đến quý vị là em có một cái tiệm phở rất là ngon, anh đến anh ăn hoài à. Đó là tiệm phở Thiên Kim. Dạ đúng rồi. Mà mắc mớ gì em phải mở tiệm phở cho nó cực vậy? Dạ, tại em thấy phở là cái món dễ ăn lắm mà người nào cũng thích ăn phở hết, từ người Việt Nam, bây giờ Đại Hàn rồi Mỹ nữa. Phở bây giờ là international food rồi. Đúng rồi. Cho nên là em muốn mở để, thí dụ mai mốt hết đi hát thì cũng đi ra đó rồi gặp quý vị cho vui. Đúng rồi. Nhưng mà quý vị muốn đến tiệm phở của Thiên Kim, xin quý vị đến vào khoảng 4 giờ chiều mới có chủ nhân ở đó. Không có, khi nào gọi mới có em lận. Khi nào gọi mới có em. Dạ. Kính thưa quý vị, sau đây nhạc phẩm Mộng Chiều Xuân của nhạc sĩ Ngọc Bích qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thiên Kim. Thank you.
chiều thăm vương bao nhớ nhung. Người yêu thoáng qua trong giấc mộng, vui nguồn sống mơ những ngày mong chờ. Trách ai đành tâm hững hờ, mối tình đầu xuân ai thấu chăng. Lòng tha thiết vương theo tiếng đàn, mơ đời ái ân những ngày phóng trần. Sống trong mộng đẹp ngày xuân, ngây thơ dáng huyền đến trong mơ. Lòng em bớt sầu, mộng vàng phút tan theo gió chiều. Biết anh về đâu, hãy trả lời lòng em mấy câu. Tình duyên với anh trong kiếp nào, xuân còn thắm tươi em còn mong chờ. Ái ân kẹo tàn ngày mơ. Xuân ai thấu chăng, lòng tha thiết vương theo tiếng đàn. Mơ đời ái ân những ngày phóng trần. Sống trong mộng đẹp ngày xuân, ngây thơ dáng huyền đến trong mơ. Lòng em bớt trả lời lòng em mấy câu. Tình duyên với anh trong kiếp nào, xuân còn thắm tươi em còn mong chờ. Ái ân kẹo tàn ngày mơ, xuân còn thắm tươi em còn mong chờ. Ái ân kẹo tàn ngày mơ. Và để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị nghe nhạc phẩm Điệp Khúc Mùa Xuân của nhạc sĩ Quốc Dũng qua phần trình bày của nam ca sĩ Nguyên Khang. Tên nắng về trong ánh mùa sang, gió mãi mơn man trên đóa môi hồng. Người em yêu tìm quên trong cuộc sống, bướm vẫn tung tăng bay la đà, mặc trời mây nhẹ buồn trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem nguồn vui. Rừng xuân ơi xin làm gió heo may, để chim muông quay về với muôn cây. Tình xuân ơi xin dệt nỗi yêu thương, dù bao nhiêu năm tình sâu muôn hương. Này gió hãy cuốn từng lá rơi, và nắng hãy chiếu màu thắm tươi, cùng những tiếng hát điệu nhạc dân chơi vơi.
say trong viễn cười. Tia nắng về trong ánh mùa sang, gió mãi mơn man trên đóa môi hồng. Người em yêu tìm quên trong cuộc sống, bướm vẫn tung tăng bay la đà, mặc trời mây nhẹ buồn trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem nguồn vui. Rừng xuân ơi xin làm gió heo mây, để chim muông quay về với muôn cây. Tình xuân ơi xin dệt nỗi yêu thương, dù bao nhiêu năm tình sâu muôn hương. Này gió hay cuốn từng lá rơi, và nắng hay chiếu màu thắm tươi, cùng những tiếng hát điệu nhạc dâng trời vơi, điều hồn ta say trong viễn khơi. Thưởng thức giọng hát của năm ca sĩ Nguyên Khang với lại sự phụ họa của hai guitar Mai Thanh Sơn và Quốc Khanh, một nhạc phẩm rất là đặc biệt đem đến cho tất cả quý vị ngày hôm nay. Và để tiếp nối chương trình, một giọng hát thật là dễ thương của nữ ca sĩ Ngọc Huyền. Công Thành và thân ái chào tất cả quý khán giả của Trung tâm AISA ạ. Em có một lời chúc Tết đi. Chúc Tết hả anh? À. Hồi nãy thì các bạn của em cũng đã chúc nhiều rồi. Nhưng mà thôi, nhân dịp năm mới thì năm nay là năm con khỉ. Con khỉ thì thường hay đem đến cho chúng ta nhiều niềm vui, nhiều sự khôi hài. Mà cái nhịp sống của những con khỉ đó thì nó rất là vội vã, nó cứ nhảy. Thì Ngọc Huyền hy vọng rằng năm khỉ sẽ đem đến cho tất cả quý vị nhiều niềm vui trong cuộc sống nè. Và có những cái sự khôi hài bất ngờ đem đến trong cuộc sống hạnh phúc gia đình. Bên cạnh đó thì nhịp sống nhanh sẽ làm cho chúng ta làm ăn lúc nào cũng được đại phát tài ạ. Yes. Năm ngoái em đi hát khắp nơi, em có một cái kỷ niệm gì mà em muốn
nói chuyện với khán giả ngày hôm nay không? À, cảm ơn anh Công Thành đã cho em một câu hỏi mà em rất muốn chia sẻ cùng tất cả quý vị ạ. Thì chuẩn bị bước qua năm thân, năm mới thì cũng là một cái năm đáng nhớ của Ngọc Huyền, một cái niềm vui hạnh phúc nho nhỏ mà để chào đón một mùa xuân mới. Ngọc Huyền được lưu diễn bên Nhật, thưa anh Công Thành. Không phải vì lưu diễn bên Nhật mà Ngọc Huyền hạnh phúc đâu, nhưng mà hạnh phúc đó là vừa được đi hát nè, được gặp đồng bào của chúng ta tại Nhật. Bên cạnh đó, Ngọc Huyền được viếng một cái ngôi chùa rất là lớn. Phải nói đó là một cái ngôi chùa đại biểu cho giáo hội Phật giáo Việt Nam thế giới, đó là Vương Đường Phật Giáo, thưa tất cả quý vị. Nhưng mà có lẽ mà trong một năm chúng ta làm việc mệt mỏi, nhiều cái sự lo toan, nhiều cái sự đấu tranh trong cuộc sống, nhưng mà khi được đặt chân tới đó rồi thì Ngọc Huyền cảm thấy buông bỏ được tất cả, mình là một người hạnh phúc. Và cái niềm hạnh phúc đó xin chia sẻ cùng tất cả quý vị, hạnh phúc vì chúng ta được là một con người. Xin cảm ơn em. Và kính thưa quý vị, vừa đi Nhật về năm ngoái, năm nay đứng trước mặt quý vị, quý vị không thể tưởng tượng có một cái bài mà nó có thể hạp như vậy được. Nhạc phẩm mang tựa đề Ai Lên Xứ Hoa Đào của nhạc sĩ Hoàng Nguyên, nữ ca sĩ Ngọc Huyền. Xuân đi trong mắt biếc lòng dạt dào nên ý thơ, nghe tâm tư mơ ước mộng đào nguyên đẹp như chuyện ngày xưa. Ôi lên xứ hoa đào đừng quên bước lần theo đường hoa, hoa bay đến bên người ngài ngân rồi hoa theo chân ai. Lòng trần mơ bướm hoa lưng lưng trong sương khói rồi bàng hoàng theo khói sương lạc dần vào quên lãng rồi đường hoa lặng bước trong lãng quên. Ôi màu hoa đào chiều xuân trôi xa xa. Người về từ hôm nào mà lòng còn thương vẫn thương, bao nhiêu năm tháng cũ mà hồn nào thôi vẫn vương. Giờ này nhìn sương khói mà thầm mơ màu hoa trên má thank you.
mộng chiều chiều nhìn mây trôi xa xa. Người về từ hôm nào mà lòng còn thương vẫn thương, bao nhiêu năm tháng cũ mà hồn nào thôi vẫn vương, giờ nay nhìn sương khói mà thầm mơ màu hoa trên má. Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Cát Linh. Cát Linh xin thân ái kính chào quý vị, và Cát Linh xin chào cô Ngọc Thanh Thanh. Cát Linh ơi, trong một năm rồi đó là 2015 đó, thì cô thấy sau khi con xuất hiện ở trong những cuốn DVD của Trung tâm ESA, con đi show rất là nhiều. Nhưng mà cô biết rằng con có đi học nữa, con đang đi học mà con vẫn đi trình diễn như vậy. Thì ở trong năm mới, năm Bính Thân này, thì con có thể sắp xếp thời gian như thế nào để con vừa đi học mà vẫn theo đuổi theo nghệ thuật được không? Sự thật mà nói thì con đường ca hát của con thì cũng chưa tới nơi. Con nghĩ là sẽ còn rất là dài. Nhưng vì cũng như là cô nói, con rất là bận học hành cho nên cũng không biết là ca hát sẽ ra sao. Nhưng dự tính của con năm mới thì cũng có chút chút. Ngoài ra being happy and healthy, thì vì chưa có thực hiện ra được thì con cũng chưa có muốn nói ra. Nhưng mà mong rằng mọi sự sẽ tốt đẹp và may mắn. Cát Linh xin chúc quý vị có một năm mới bằng sự như ý, sức khỏe dồi dào và hạnh phúc bên cạnh gia đình. Và hôm nay đến với chương trình, nữ ca sĩ Cát Linh sẽ trình bày nhạc phẩm Xuân Yêu Thương.
mang hạnh phúc tuyệt vời. Khi về đừng quên nhé. Nữ ca sĩ Hoàng Kim. Hoàng Kim xin kính chào quý vị khán giả. Đây là lần thứ hai Hoàng Kim được lên sân khấu của Trung tâm Asia. Hoàng Kim xin chúc khán giả một năm mới vui vẻ và an lành. Và Hoàng Kim xin cảm ơn bố mẹ và gia đình của Hoàng Kim đã ủng hộ cho Hoàng Kim. Và cảm ơn Trung tâm Asia cho Hoàng Kim được một cơ hội để hát cho quý vị nghe và được có quý vị yêu mến giọng ca của Hoàng Kim. Kính thưa quý vị, trong DVD Chồng Nhà của nhạc sĩ Anh Bằng và Lam Phương, quý vị đã nhìn thấy một giọng hát mới, rất trẻ, rất dễ thương, một khuôn mặt và một dáng dốc rất là hiền lành. Khi cô cất tiếng hát lên, cô đã nhận được cảm tình của khán thính giả ngay. Và hôm nay, lần thứ hai đến với Trung tâm Asia, cô sẽ trình bày nhạc phẩm Em Còn Nhớ Mùa Xuân, sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thủy Miên.
trời Sài Gòn chiều hôm nay còn nhiều mây bay, nhiều niềm đau thương bí ẩn tràn đầy. Gương nụ cười giọt lệ trên môi, nhìn đất nước tơi bời. Một thời em có hay, những thành phố mãi sau. Em có mơ ngày hát câu hồi hương, em nhé khi nào chợt nhớ mùa xuân, nhớ lá thư xanh và chuyện tình hồng, nhớ nắng hanh vàng thức. Giọng hát của một nữ ca sĩ mới của Trung tâm Asia và cũng là mới của nền âm nhạc Việt Nam tại hải ngoại, đó là nữ ca sĩ Hoàng Kim. Và sau đây hai người này không mới, rất là dễ thương, rất là ngọt ngào. Kính thưa quý vị, thành xin quý vị một tràng pháo tay cho đôi song ca Tuấn Vũ, Mỹ Huyền. Mỹ Huyền xin rất là vui được hát cho quý vị nghe trong dịp đầu năm nay. Và kính thưa quý vị, trước thềm năm mới, Mỹ Huyền xin thương chúc cho tất cả quý vị, tất cả đồng bào hải ngoại của chúng ta một năm mới an lành, một năm mới sum họp và một năm mới tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc. Yes. Và kính thưa quý vị, Mỹ Huyền đã chúc Tết đến tất cả quý vị rồi. Bây giờ Tuấn Vũ chỉ còn có giới thiệu bài hát thôi. Dạ, và xin quý vị nghe một nhạc phẩm Xuân Miền Nam, nhạc và lời của Văn Phụng. Lời theo gió buông tơ vàng, lời ơi còn vương vấn mãi nghe mơ màng. Trời thắm bừng lên muôn sắc tươi huy hoàng, tim nao nao rung nhịp mến lan trong hơi xuân đầm ấm do khơi tình thương. Phương xa đêm nay xuân về duyên dáng, trên đôi môi nàng kiều nữ thắm nét sống. Đêm bao la không gian vang lời tha thiết, vạn xin xuân đừng phai sắc. Hoa ngát hương thơm lành, nhạc lắng câu thanh bình. Gió lướt êm như du cơn mơ say xưa, theo âm thanh đang trầm ngân. Niềm vui tràn chứa đêm mơ hồ. Miền Nam tình xuân sưởi ấm thêm đôi bờ. Giờ đây mùa xuân đang xóa tan mây mờ. Quên đi đau thương sầu nhớ, vui ca tung reo nguồn sống đắp xây từng gió. Thank you.
từ phương xa đêm nay xuân về duyên dáng trên đôi môi nàng thiếu nữ thắm nét sống đêm bao la không gian vang lời tha thiết vạn xuyên xuân đừng phai sắc hoa ngát hương thơm lành nhạc lắng câu thanh bình gió lướt êm như giữa cơn mơ say sưa theo âm thanh đang trầm ngân miền Nam niềm vui tràn chứa đêm mơ hồ miền Nam tình xuân xuôi ấm thêm đôi bờ giờ đây mùa xuân đang xóa tan mây nhớ vui ca tung reo nguồn sông đắp say từng gió giờ đây mùa xuân đang xóa tan mây mờ quên đi đau thương sao nhớ vui ca tung reo nguồn sông đắp say từng gió quên đi đau thương sao nhớ vui ca tung reo nguồn sông đắp say từng gió. Kính thưa quý vị, trong khoảng thời gian vừa qua, quý vị cũng đã xem ở trên đài truyền hình SBTN chương trình Nhạc Thính Phòng. Chị nói thật, chị cũng là một trong những khán giả rất là thích xem cái chương trình của em. Wow, cảm ơn chị. Có những lần chị cũng text cho em và nói hôm nay chị xem những gì và chị nghĩ rằng khán giả rất là yêu mến chương trình Nhạc Thính Phòng. Em có thể nói chút xíu, chia sẻ chút xíu với lại khán giả là khi làm cái chương trình Nhạc Thính Phòng trong cái thời gian đó thì cái cảm tưởng em như thế nào? Sùng sướng lắm chị ơi. Thật sự ra cái chương trình Nhạc Thính Phòng này đó đối với em, không những riêng em mà anh Nguyên Khang, anh Trúc Hồ và mới đây cũng có một cái member mới là nam ca sĩ Mai Thanh Sơn. Tụi em rất là enjoy những mỗi khi mà được mong, nhiều khi đi show bận rộn hay bận công việc gì nhưng mà rất là mong để về rồi đến cái ngày được làm cái chương trình Nhạc Thính Phòng. Và nhân tiện đây thì em cũng xin cảm ơn chị đã gợi cái câu chuyện này để cho em có dịp gửi một lời cảm ơn rất chân thành đến tất cả khán thính giả khắp mọi nơi đã yêu mến chương trình Dòng Nhạc Thính Phòng. Và cũng mong rằng là tất cả quý vị mỗi ngày càng yêu mến hơn để chương trình Nhạc Thính Phòng vẫn còn được tiếp tục. Một điều mà em cũng rất là vui nữa là chị biết không? Vì nhiều khi trong cái chương trình Dòng Nhạc Thính Phòng chỉ gói gọn lại là bao nhiêu phút thôi, 20 phút thôi. Mà khán giả họ yêu mến và thích đến mức độ mà cứ email vào và cứ đòi xin là thêm. Cho nên mỗi khi chương trình Nhạc Thính Phòng tụi em không có dám nói nhiều. Phải nói cho nhanh và nói cho tóm gọn. Nhiều khi muốn nói lắm nhưng mà để dành để hát cho quý vị nghe. Dạ. Thì Y Phương xin gửi một lời chân thành, rất chân thành đến tất cả quý vị. Thay mặt cho toàn thể ban kỹ thuật của đài SBTN trong chương trình Dòng Nhạc Thính Phòng, thay mặt nhạc sĩ Trúc Hồ, nam ca sĩ Nguyên Khang và nam ca sĩ Mai Thanh Sơn, một lần nữa chân thành cảm tạ quý vị rất nhiều đã ủng hộ chương trình Dòng Nhạc Thính Phòng. Và nhân tiện đây Y Phương cũng xuân về đó chị, thì cũng cho Y Phương gửi một lời chúc đến tất cả quý vị của trung tâm AIRA cũng như là đài SBTN và quý vị khắp mọi nơi một năm mới an khang thịnh vượng, một năm mới dồi dào sức khỏe, tất cả những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với quý vị trong năm nay. Còn mới tươi môi rồi nắm tay cùng hát vui những câu êm không rời vai rồi lá lời hình dáng ai khuất xa biến vào nẻo cây từ đó khi xuân tái cho bùi ngùi thương nhớ tới xa xôi nhớ tới câu yêu thương người một ngày
Yes. Kính thưa quý vị, mỗi một lần mà đoàn Phi mà lên cung thành show của đài SPTN là không những là Phi hát mà nhảy rất là hăng hái. Không, đây là một người ca sĩ vừa có giọng mà vừa có đôi chân nữa. Rất là hay. Hôm nay em hát bài gì vậy? Hôm nay thì là chắc có lẽ là năm mới đó, cho nên là trung tâm Asia giao cho em một cái bài mới. Bài mới đến nỗi mà em không được nhảy luôn. Tại vì là bữa nay chỉ có miệng thôi, không có chân. Giống như là anh vừa nói đó, là em vừa có thể vừa ca hát vừa nhảy múa cùng một lúc. Nhưng mà hôm nay thì là quý vị khán giả Asia cũng đã khá là quen với lại cái hình ảnh của em vừa ca hát vừa nhảy múa rồi, cho nên là hôm nay để cho nghe thôi. Đổi lại chút xíu đi. Mình có chút xíu tuổi rồi cho nên là phải chậm lại chút. Em đừng có nói vậy. Bây giờ em bài hát nó tên gì vậy? Và sau đây xin mời quý vị cùng đoàn Phi lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ được mang tên Lắng Nghe Mùa Xuân Về. Kính thưa quý vị, nam ca sĩ đoàn Phi. Trong gió thoảng và anh đợi em như đã hẹn, nghe trong hương đêm mùa xuân lặng lẽ sang. Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé mở, phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở, phải chăng tình yêu đầu tiên đang gõ cửa khi anh trong em ung dung bên thềm nhà. Dồn hót xa vời, cánh hoa đào bỗng như cười, báo tin mùa xuân về. Kia, bóng đá mùa cũ đâu rồi, với anh chỉ thấy xanh ngời, lá hoa mùa xuân tươi. Rơi thật êm trên phố phường, mùi hương nào thơm trong gió thoảng, và anh đợi em như đã hẹn, nghe trong mơ đêm mùa xuân lặng lẽ xa. Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé mở, phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở, phải chăng tình yêu đầu tiên đang gõ trong em mong dung bên thềm nhà. Kia tiếng chim giòn hót xa vời, cánh hoa đào bỗng như cười, báo tin mùa xuân về. Kia bóng đêm mùa cũ đâu rồi, với anh chỉ thấy xanh ngời, lá hoa của xuân tươi. Niềm tin yêu kia
Kính thưa quý vị, giới thiệu ở trong chương trình làm MC cho trung tâm Asia cũng rất nhiều chương trình rồi. Nhưng mà có lẽ đây là lần đầu tiên chị mới được đứng chung với lại Tiến, phải không? Dạ đúng. Và bây giờ thì năm mới đến rồi thì Tiến có vài lời nói với quý khán thính giả đang xem chương trình DVD xuân của Asia đi. Lâm Thị Tiến xin thương chúc quý vị một năm mới đầy hạnh phúc, nhiều tin vui và đầy đủ sức khỏe. Và bây giờ mời quý vị thưởng thức tiếng hát của Lâm Nhật Tiến với nhạc phẩm Một Giây Phút Thôi của nhạc sĩ Trúc Hồ. Lời nào gian dối em đến bên tôi, tình yêu đâu mối em muốn đùa thôi. Dù lòng vẫn biết sao vẫn muốn bên em, không có em đời tôi cạn. Đắng cay tình yêu mãi không đổi thay, ngàn sóng trao dâng xô bờ biển mãi vì em mong chờ, tình anh trao em mãi như biển xanh. Nguyện ước rằng em thật lòng, nguyện ước rằng em thật lòng một giây phút thôi cũng ấm đời tôi. Ngày nào em đến chỗ lá cây xanh, mùa xuân tươi mát biết hát tình ca. Giờ em quay bước cây lá chơi vơi, không có em mùa xuân tàn khô. Dù dối gian dù đắng cay tình yêu mãi không đổi thay, ngàn sóng trao dâng xô bờ biển mãi vì em mong chờ, tình anh trao em mãi như biển xanh. Nguyện ước rằng em thật lòng, nguyện ước rằng em thật lòng một giây phút thôi cũng ấm đời tôi. Biển mãi vì em mong chờ, tình anh trao em mãi như biển xanh. Nguyện ước rằng em thật lòng, nguyện ước rằng em thật lòng một giây phút thôi cũng ấm đời. Quý vị vừa thưởng thức một nhạc phẩm rất là dễ thương với giọng ca của nam ca sĩ Lâm Nhật Tiến, một nhạc phẩm của nhạc sĩ Trúc Hồ cũng đã đứng đánh guitar cho Lâm Nhật Tiến hát. Và sau đây Thành xin được hân hạnh giới thiệu quý vị một cô em dễ thương hơn Lâm Nhật Tiến, đó là nữ ca sĩ Diễm Liên. Xin mời em, trước khi mà em có một lời chào đến quý vị, anh chưa bao giờ anh thấy mà em có vẻ cao bằng anh như vậy được.
Năm mới năm me chọc em nữa. Bây giờ bữa nào em sẽ tháo giày ra, next time lần sau anh nói em tháo giày ra, tháo cái này ra luôn. Tháo là xong luôn, là em đứng tới đây anh luôn. Em có một lời chào và một lời chúc đến tất cả quý vị. Diễm Liên xin kính chào quý vị rất là thân mến. Tết tới rồi, Diễm Liên chọn một cái áo màu đỏ rất là traditional, giống như là dạ rất là Tết, thiếu cái bao lì xì thôi. Chỉ mong là cho quý vị một năm mới làm ăn thật là dồi dào. Năm con khỉ đúng không anh? Đúng rồi. Con khỉ là lúc nào cũng vui vẻ, hoạt bát đúng không anh ạ? Toàn là vui không? Mong quý vị có một năm thật là an lành, vui vẻ giống như con khỉ vậy. Yes. Không có nha. Nhưng mà bây giờ này anh thấy đó, dạ, là anh thấy là đằng sau là có một cái DJ sẵn sàng để cho em hát. Dạ. Em mặc cái đồ này em hát với DJ được nó rớt không? Tây với ta hòa hợp lại với hòa nhau, có gì đâu nhau. Đúng không quý vị ạ? À? Chơi yes luôn, không ngại gì cả. Kính thưa quý vị, nhạc phẩm Con Bướm Xuân, nhạc ngoại quốc, giọng ca của nữ ca sĩ Diễm Liên. Thank you.
Lâm Thư Vân xin thân ái kính chào tất cả quý vị có mặt trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu đến cùng với gia đình Asia. Và đầu năm, Lâm Thư Vân xin kính chúc tất cả mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc và thành công. Cảm ơn quý vị. Dạ. Dạ, bây giờ Lâm Thư Vân sẽ hát bài hát Nắng Xuân. Muốn thấy em như pha lê ngọc ngà, sáng xanh như mây đông đầu nhà, để bao dung đôi tay mở ra, để ta đã có em là đã xóa tan đi những ngày bê tha. Muốn thấy em như bông hoa rừng già, đến với ta con ông đậm đà, tình đôi ta như trong mộng mơ, tình đã tới khát khao không ngờ, khiến cho ta quên hết bơ vơ. Để bao dung đôi môi mở hé, để ta đã có em trong lòng, những bước đi không còn mênh mông. Hỡi nắng ơi, soi tim ta đợi chờ, nắng trôi sâu đêm đông mịt mù, tình đôi ta như trong mộng mơ, tình đã tới khát khao không ngờ, khiến cho ta quên hết bơ vơ. Chào tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, Thanh Trúc là một cô em gái nhỏ mà rất lâu lâu lắm rồi, gần 20 năm, chị em mình đã quen biết nhau. Hôm nay gặp lại Thanh Trúc thì vẫn như ngày xưa, không có thay đổi chút nào cả, quý vị cũng nhìn thấy. Thanh Trúc là một người có một cái nét đẹp mà các em make up ở trong cũng nói, một nét đẹp rất là hiền dịu dễ thương. Mà hôm nay đó thì đến với chương trình Xuân thì Thanh Trúc muốn có những lời chúc nào đến với quý khán giả? Dạ thưa chị Thanh, cũng như kính thưa quý vị, Thanh Trúc là
kể như là tiết mục cuối cùng của trong chương trình này, những lời chúc tốt đẹp nhất đã gửi đến quý vị qua những lời hay ho của các ca sĩ đi trước Thanh Trúc rồi. Cho nên hôm nay Thanh Trúc đến với quý vị thì cũng không biết phải chúc gì hơn, chắc là cũng chỉ chúc như là các anh chị trước đã chúc rồi, đó là sức khỏe dồi dào và vạn sự như ý quý vị. Hôm nay đến với chương trình Xuân thì Thanh Trúc sẽ trình bày nhạc phẩm gì? Dạ thưa chị, đáng lẽ ra nhạc phẩm này thì em phải hát khoảng 10 năm trước. Nhưng mà hôm nay trung tâm Asia mới cho Thanh Trúc hát nhạc phẩm này thì muộn rồi. Nhưng mà thà muộn hơn là không bao giờ được hát. Đó là nhạc phẩm Cánh Thiệp Đầu Xuân quý vị. Của hai nhạc sĩ Minh Kỳ và Lê Dinh. Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Thanh Trúc. Thắm đẹp làn môi hồng, xuân đến rồi đây nào ai biết không, mang những hoài mong đi vào ngày tháng, bao nhiêu mơ ước đến khi mùa xuân sang. Tôi chúc gì đây vào mùa xuân này, khi nắng vàng tươi nhuộm làn tóc khi gió nhẹ lay hoa đào hồng thắm, trong khi xuân ấm mới tô đẹp tháng năm. Tôi chúc muôn người mọi điều ước muốn, non nước vinh quang trong tia nắng thanh bình, để người anh lính chiến về gia đình tìm vui bên lửa ấm. Tôi chúc yên lành người người khắp chốn, mong gió đưa duyên cho cô gái xuân thì ước nguyện sao trong thành rượu hồng sẽ duyên. Tôi chúc ngày mai dù được xa vời, trai gái bền duyên đẹp tình lứa đôi, cho bướm vàng bay trên nẻo đường mới, vai bên vai những lúc tâm tình lên khơi. Tôi chúc rồi đây người về phương nào, cho dấu thời gian lạnh lùng lướt mau, mong trao thiệp đầu xuân. Rồi đây người về phương nào, cho
đen lạnh lùng lướt mau, mong ước ngày sau như là ngày trước, tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân, cho dấu thời gian lạnh lùng lướt mau, mong ước ngày sau như là ngày trước, tay trong tay nhớ lúc trao. Từ nãy giờ quý vị đã thưởng thức rất là nhiều nhạc phẩm về xuân của những giọng ca của Trung tâm Asia. Và sau đây, Thành một lần nữa xin được kính chúc quý vị một năm mới thật là an khang và thịnh vượng. Ước gì được nấy trong năm Bính Thân, kính thưa quý vị. Và bây giờ toàn thể anh chị em nghệ sĩ, ca sĩ của Trung tâm Asia sẽ trình bày nhạc phẩm Xuân Họp Mặt của nhạc sĩ Văn Phụng. Xuân đã về, xuân đã về.